Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là thánh mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi chỉ phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bề những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý sư và toàn thể cộng đoàn, nhìn thấy sự hiện diện đông đủ của tất cả quý bà anh chị em trong thánh lễ tạ ơn hôm nay, thì chắc chắn con nhận ra được một cái niềm vui rất tràn đầy, và có lẽ cũng là niềm hạnh phúc vì được cùng với hội dòng Phanxicô thực hiện sứ vụ truyền giáo. Cho nên trước khi dâng thánh lễ, con cũng xem thử về cái điều kiện gia nhập hội bảo trợ hội viên của Phanxicô đòi hỏi gì. Biết là đòi hỏi có nhiều điều không? Tôi thấy như là đơn rất đơn giản, không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, chỉ cần có lòng ước muốn là chia sẻ, đóng góp với hội dòng bằng vật chất cũng như bằng tinh thần, nhất là cái lời cầu nguyện là đủ. Và con cũng biết là hội bảo trợ của mình đã được thành lập từ năm 2005, đã được mười mấy năm. Nên cái điều đó chúng ta có lý do chính đáng để mà tạ ơn Chúa ngày hôm nay. Vậy thì cái điều gì mà chúng ta bị cuốn hút để dành tất cả những cái có thể để đóng góp, để chia sẻ với hội dòng Phanxicô? Chắc chắn là chúng ta muốn sống tình yêu dành cho Chúa, tình yêu dành cho tha nhân, tức là những ai nghèo khổ, những ai cần sự nâng đỡ. Và chúng ta cũng muốn thực hiện linh đạo của mẹ Maria de la Passion, vị sáng lập của hội dòng. Nếu chúng ta đọc lại cuộc đời của vị sáng lập thì chúng ta thấy Ngài có một tình yêu cũng rất là đặc biệt. Bởi trong một giờ chầu thánh thể thì mẹ Maria de la Passion đã nhận ra được một ơn mặc khải. Mẹ hiểu được rằng Chúa đang nói với mẹ là: ta mãi mãi yêu con hơn là con yêu ta. Không biết con nói có đúng chính xác không? Rồi mẹ cũng đã chọn cho mình một cái linh đạo sống là bắt chước, noi gương Đức Trinh Nữ Maria.
tức là vâng phục một cách tuyệt đối. Mẹ chọn đời sống vâng phục bằng cách là dâng hiến cả cuộc đời của mình trong ơn gọi thánh hiến, để trở nên người truyền giáo, để trở nên người đem tin mừng của Chúa đến cho tha nhân, và nhất là những ai đang đau khổ, đang cần đến tình thương của Chúa. Bởi vì mẹ đã sống cái sự trông cậy phó thác một cách hoàn toàn tuyệt đối vào Thiên Chúa. Và cái điều đó ngày hôm nay chúng ta cũng được mời gọi sống cái sự trông cậy giống như mẹ vậy. Chúng ta có sẵn sàng, có tin tưởng, có chạy đến với mẹ để được mẹ hướng dẫn và giúp chúng ta cùng bước đi với mẹ trên con đường dẫn đến hạnh phúc thật, dẫn đến sự sống đời đời mà chính Chúa đã ban cho mẹ. Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay của chúng ta là người có lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria rất là đặc biệt. Và trong các bài giảng của Đức Thánh Cha về Đức Mẹ luôn luôn thể hiện một tình yêu rất là sâu sắc, thể hiện một niềm tin tưởng hoàn toàn nơi mẹ. Và trong một thánh lễ tại Vương cung Thánh đường tại nhà thờ Đức Bà Cả ở Roma, thì Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh đến vai trò của Đức Mẹ trong đời sống đức tin của các tín hữu Công giáo trên thế giới. Ngài đã mời gọi các tín hữu hãy chạy đến với mẹ, luôn cậy trông vào mẹ, bởi mỗi khi chúng ta tha thiết kêu cầu mẹ thì mẹ lại bầu cử cho chúng ta nhiều hơn. Đức Thánh Cha đã nhắc lại một cái kinh nguyện rất quen thuộc với người Công giáo, và nhất là với người Công giáo Việt Nam chúng ta thường đọc kinh nguyện này ở cuối thánh lễ: chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Một cái lời mời gọi chúng ta đừng ngã lòng mà hãy luôn luôn tin tưởng kêu cầu trông cậy vào mẹ, bởi mẹ hiểu chúng ta nhiều hơn ai hết. Mẹ hiểu thấu tất cả những lo lắng, những đau khổ trong đời sống cá nhân hay là trong đời sống gia đình của mình. Mẹ đã hiểu điều đó. Tin mừng đã ghi lại cái sự quan tâm, lo lắng của mẹ dành cho tiệc cưới tại Cana. Mẹ nhận ra được những khó khăn của đôi tân hôn, và chính mẹ đã tự ý nối thay cho đôi tân hôn để xin Chúa Giêsu. Mẹ đã nói họ hết rượu rồi. Điều đó chắc chắn cũng là một bài học cho chúng ta, để thấy rằng trong cuộc đời của mình, nếu chúng ta thật sự đón nhận, tin tưởng mẹ, thì chắc chắn mẹ sẽ không bỏ rơi. Mẹ không bao giờ xấu hổ vì con cái của mình, và luôn luôn làm mọi cách để có thể giúp đỡ cho con cái của mẹ. Rồi chúng ta thấy mẹ Maria cũng rất biết con người của chúng ta yếu đuối, giới hạn và tội lỗi như thế nào. Cho nên trong sứ điệp Fatima thì mẹ đã nhắn nhủ lặp đi lặp lại: hãy cải thiện đời sống, hãy ăn năn đền tội. Mẹ muốn chúng ta hãy mở lòng ra, thay đổi cuộc sống của mình để đón nhận lòng thương xót Chúa, đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Điều đó sẽ đem đến chúng ta một ơn hòa giải, ơn chữa lành, và nhất là giúp cho tâm hồn của chúng ta thật sự được bình an, và sẽ đem hòa bình đến cho thế giới và cho gia đình của mình nữa. Nếu chúng ta vẫn chưa cảm nhận được tình thương của một người mẹ thiêng liêng nó dạt dào như thế nào, từ đó để chúng ta hiểu sâu sắc hơn nữa tình thương của mẹ Maria dành cho chúng ta, thì có một câu chuyện nhỏ này sẽ giúp chúng ta hiểu hơn. Có một bà mẹ rất đau khổ vì người con của mình bị tai nạn và phải chứng kiến những đau đớn của đứa con. Thì bà đã phàn nàn với một vị linh mục và nói thế này: Chúa chẳng cho những bà mẹ như chúng tôi được làm một điều. Vị linh mục không có hỏi lại: thế thì bà muốn điều gì? Bà trả lời: đó là được gánh thay, được chịu thay tất cả những đau đớn cho con cái của mình.
Chúng ta thấy trái tim của người mẹ là như vậy. Chúng ta làm muốn làm hết tất cả mọi sự, muốn hy sinh, muốn chịu đau đớn về phần mình để làm sao cho con cái của mình được bình an, được hạnh phúc. Vậy thì mẹ Maria của chúng ta hơn như thế nữa, bởi mẹ cũng đã hiểu được như thế nào là đau khổ khi mẹ đã bước đi với Chúa Giêsu con của mẹ trên con đường thập giá. Mẹ đã âm thầm, mẹ đã ở lại với Chúa Giêsu và đứng dưới chân thập giá, chính mẹ cũng đã mở trái tim, mở rộng đôi tay, mở rộng tình mẫu tử của mình để đón nhận chúng ta là con của mẹ qua lời nhắn dụ của Chúa Giêsu khi Ngài nói với Gioan Tông đồ: đây là mẹ con. Chúng ta đã hiểu được như thế nào là tình mẫu tử, như thế nào là tình thương của mẹ Maria dành cho mình. Vậy thì chúng ta đừng ngã lòng trông cậy, hãy tiếp tục chạy đến với mẹ. Có một điều này nữa con cũng muốn chia sẻ với cộng đồng, là Đức Thánh Cha Francisco Ngài còn nói thêm là nhà nào có mẹ, ma quỷ không vào. Nơi nào có sự hiện diện của mẹ thì sự giữ, sự sợ hãi sẽ không thắng thế được. Như vậy thì ai mà hay sợ ma, nhớ là cứ mỗi tối trước khi ngủ cầu nguyện với Đức Mẹ: nhà nào có mẹ, ma quỷ không vào. Nếu chúng ta xác tín được điều đó thì chắc chắn chúng ta sẽ luôn ở lại trong tình thương của mẹ và cùng với mẹ để chúng ta tiếp tục bước đi, và chính mẹ sẽ hướng dẫn chúng ta phải làm gì, sống như thế nào để tìm được hạnh phúc thật. Bài tin mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy là mẹ vẫn luôn quan tâm đến tha nhân. Khi mẹ biết được người chị họ Elizabeth của mình đã có mang, mẹ đã vội vã lên đường. Chúng ta thấy một cái cử chỉ, một thái độ, một cái sự quan tâm rất là đặc biệt. Mẹ luôn nghĩ đến niềm vui, nghĩ đến hạnh phúc người khác. Đây cũng là một lời mời gọi cho chúng ta ngày hôm nay trong cuộc sống chung quanh chúng ta. Và con thì luôn nói đến gia đình của mình. Bởi vì nếu chúng ta chưa làm được điều này cho người thân của mình trước đã, thì liệu chúng ta có làm được cho người khác không? Vậy thì ngay trong đời sống của gia đình, mỗi người chúng ta hãy ý thức tinh thần trách nhiệm của mình. Đừng đợi người khác phải làm cho tôi trước. Chúng ta hãy nghĩ đến người thân của chúng ta, hãy làm tròn trách nhiệm của chúng ta. Hãy vội vã lên đường giống như mẹ Maria, khi chúng ta hiểu được những nhu cầu của anh chị em, của người thân, của chồng vợ, của con cái, để chúng ta cũng thật sự là một khí cầu bình an, đem niềm vui, hạnh phúc đến cho tất cả mọi người. Xin nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, người mẹ tuyệt vời mà Chúa ban cho tất cả chúng ta, để giúp chúng ta luôn biết tín thác vào Chúa, luôn chạy đến với mẹ. Và xin cộng đoàn cùng với con chúng ta tiếp tục chạy đến với mẹ với lời kính nguyện trông cậy. Chúng con trông cậy danh thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin Chúa chúc lành cho tất cả cộng đoàn. Amen.